Hello, hello. Xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chơi game Hunting Simulator, game săn bắn. Hôm nay mình qua mình chơi map bản đồ thứ 3. Bản đồ có băng tuyết. Safety. He's trying to blend in. Sẵn sàng rồi, bây giờ mình go go go. Ok. Oh, if you don't take down one shot quickly yourself. Làm hai white tail deer. Oh, white tail deer là con gì hả? Gió thổi ngoài treo đìa. Bây giờ mình đây rồi. Chủ già bằng tuyết mà phải mặc áo lạnh nha. Tuyết rơi dữ lắm á. Rơi phải áo lạnh á. Rồi. Chạy không biết được nào đi luôn. Xong thôi em. Không biết chỗ nào đi luôn. Lắm rồi các bạn, quá trời bão tuyết. Ui da, dấu kìa. Dấu. Bây giờ chẳng hướng nào vậy? Quá trời nha. Và còn áo ấm nữa nha. Cô Yô Te 1 giờ ở phía Bắc. Tay trái
có thấy con nào đâu mà bắn. Mưa tuyết thì đông quá trời luôn, không thấy con gì trên cái gì à. Thấy còn gì hết mà cha game đời ra chứ, thấy không thấy còn gì hết trơn, tuyết rơi không à. Thấy con gì để bắn nó chứ bà. Thấy con gì hết á. Thấy còn gì chưa, chán không, tuyết rơi không. Cái đó nó chạy à, mẹ mới thấy đó là gì á. Còn gì chứ, thấy tuyết rơi rồi khắp nơi hết. Ôi trời trời. Mới đi ngang đây nè, rồi mẹ nó không giờ. Không giờ. Mới cái chát này nè, nó mới đâu đây nè. Mới đâu đây có bà, dấu chân còn rành rành nè. Mới đây, mới thực thị đây. À, dấu chân nó đi về phía đó là gì? Đây thế này.
quá, thấy nó bắn một bắn hụt mỗi gì à. Nó dở như cứt. Bây giờ này nó bỏ nó chạy rồi. Bây giờ nói chuyện cũng không dám nói chuyện nữa, sợ nó nghe tiếng động nữa mà. Nói chuyện với quý vị các bạn cũng không dám nói nữa. Nó đâu đây đây nè. Rất là gần nó rồi. Trời ơi các bạn ơi. Trước cái thang không thấy nó, bây giờ thấy nó thì lại bắn không chút. Trời cha, thấy nó trên đó rồi, bây giờ này đi đâu, mất dấu nó rồi. Ôi, tiếc thì các bạn, thời cơ đã qua rồi, không biết lấy lại tìm lại được. Thời cơ đã qua rồi, không biết khi nào mới tìm lại được thời cơ. Ôi, chung đi săn bắn vậy chớp thời cơ không được thì hối hận cả một chuyến đi săn. Ngoài đời mà không chớp được thời cơ thì hối hận cả được cuộc đời. Trời ơi trời ơi. Trời ơi. Mới đây nè. Mới cái chát nó đây nè. Ôi trời ơi trời ơi trời ơi, thời cơ qua nữa rồi. À, nó thấy nó chạy về phía đó rồi. Cái dấu này làm chi nữa? Cái dấu này cho nó hiện lên bản đồ đánh dấu những cái chỗ mà mình đã thấy đó. Nó chạy về phía bên tay trái rồi. Chạy về đây rồi nè. Chạy về phía bên trên góc bên này rồi nè. Ôi.
Thời cơ qua rồi các bạn ơi. Quá trời tiếc. Hai lần. Mình đang nói tới thời cơ thì thời cơ nó lại vụt qua. Nhớ như cức. Tay ủa đó quá, mình mới nói gì thời cơ thì thời cơ lại qua rồi. Quá các bạn à. Còn giấu nó kìa. Còn giấu nó là còn truy lùng được nó. Cứ yên tâm. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc. À. Nghĩ là cái gì đây? Sói. Bắn luôn đi con gì ấy. Dấu này dấu cũ rồi. Nó dẫn nó trên Northwest á. Con này gì đây? À, con chết cho sói rồi. Sói rồi. Chết cho sói rồi. Cho mình hình cho sói này lại nha. Chụp hình cho sói này lại. Chết cho sói. Giận quá, sẵn không có lại bữa nay là bắn được con chó sói. Ai da. Tiếp đây. Đúng không? Đâu này bắn được con chó sói rồi. Còn một con chó sói rồi các bạn ạ.
vậy đi. Thiệt tình. Có chạy đi chứ, thời gian hết thời gian rồi. Dám nói chuyện sợ nó nghe nha các bạn. Mẹ nó. Tiếng lời gần được quá rồi. Ồ, xa quá mà đi bắn. Mất dấu nó nữa rồi.
chạy lên gặp nó thì bỏ chạy chưa. À, thấy nó rồi quắn không hôn chúng. Thời gian sắp hết rồi các bạn ơi. Ồ còn nó nữa cả. Mất tiêu nữa rồi. Tìm ra nó nha. À, cấp độ dễ mà vậy thôi chứ. Nè, chó sói. Đi không có thông không? À, có một con, có một con. Trời ơi, đã chạy nữa rồi. Ô, đồ má thiệt chứ. À, sợ chưa. Một con. Má nè. Nó chạy đi nữa rồi. Nôn nóng quá, không được. Bình tĩnh. Thiệt tình.
Tây Nam. Tây Nam 40 độ. 90 độ. Gì đó. Các bạn, thời gian cạn dần rồi. Ô, nó chạy ngờ ngờ về phía dưới rồi kìa. Đúng mà. Thấy nó chạy luôn kìa. Thấy nó rồi thì lại hết giờ thì quý vị tức quá trời tức đi. Trời ơi, tức ghê nha. Rồi này, bắn được chó sói quý vị, bắn được chó sói. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn theo dõi nha. Thank you for watching. Bye bye.